yêu đất nước Hàn Quốc và em đang rất có hy vọng sẽ được học tiếng Hàn Quốc trong tương lai để mình có thể hát thật nhiều những các khúc tiếng Hàn hay hơn. Ngày hôm nay vì tham gia một sự kiện rất là lớn như thế này cho nên em đã cố gắng học trong buổi chiều ngày hôm nay nốt những phần tiếng Hàn của những ca từ đầu tiên để có thể gửi tặng tất cả quý anh chị. Vì em biết ở đây chắc chắn rất là nhiều quý anh chị người Việt Nam giỏi tiếng Hàn, cho nên nếu có gì không được thì mong mọi người bỏ qua cho em và cổ vũ cho phần biểu diễn tiếp theo ạ. Bài hát tiếp theo em xin được gửi tới tất cả quý anh chị ca khúc bài hát với tựa đề Tàu Anh Qua Núi, xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức. Cảm ơn Hòa Minh Di, một tràng pháo tay thật lớn nữa cho cô ấy đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều.